với chương trình khảo sát 100. Với câu hỏi này, chúng ta có 7 đáp án. Đó chính là những câu trả lời trong cuộc khảo sát 100 người. Câu hỏi chúng tôi như sau. Tôi sẽ mở nốt đáp án còn lại. Ô số 3. Và ô số 5. Ô số 6. Ô số 7. Như vậy là sau vòng thi thứ nhất, tổng số điểm như sau. Chẳng giấu gì mắt, con em giờ này học hành sa sút quá, và đặc biệt cái môn tiếng Anh nào điểm kém nhất lớp em. Chúng ta cùng đến với vòng thi thứ hai. Điểm số vòng này nhân số. Với câu hỏi này chúng ta có 8 đáp án, đó chính là những câu trả lời trong cuộc khảo sát 100 người. Câu hỏi chúng tôi như sau. Có hay không? Sẽ mở nốt đáp án còn lại. Hãy mở dùm tôi ô số 4 đi ạ. Và ô số 5. Ô số 6. Ô số 7. Như vậy sau vòng thứ 2, tổng số điểm như sau. Vòng thi cuối cùng cũng đi vào vòng thi đặc biệt. Vòng thi này điểm số nhân vật.
Với câu hỏi này, chúng ta có 6 đáp án. Đó chính là những câu trả lời trong cuộc khảo sát 100 người. Câu hỏi chúng tôi như sau. Gọi không ạ? Là sau vòng 3, tổng số điểm như sau. Bách hoa xanh thì qua, nước giặt xả mùa 2 tặng 1, nước giặt xả mùa 2 tặng 1, đến bách hoa xanh liền nha. Chào lắm quý vị, các bạn đã quay trở lại với chương trình Cả Vòng Thi Cá Quyết. Cảm ơn quý vị đã có 5 câu hỏi. Thời gian chuẩn tính sau câu hỏi đầu tiên. Vòng thi đặc biệt bắt đầu. Lời như sau. Câu hỏi đầu tiên. Và bạn đã trả lời. Câu thứ hai. Và bạn đã trả lời. Câu hỏi thứ ba. Và bạn đã trả lời. Câu hỏi thứ tư. Và bạn đã trả lời. Và câu hỏi số 5. Và bạn đã trả lời. Đã trả lời như sau. Câu hỏi đầu tiên. Và bạn đã trả lời. Câu thứ hai. Và bạn đã trả lời.
thoại thứ ba. Và bạn đã trả lời. Và câu hỏi thứ tư. Và bạn đã trả lời. Và câu hỏi số 5. Và bạn đã trả lời.